hành trình truy tìm tổ trưởng khu phố 245 trốn truy nã. Thưa quý vị, sau 24 năm lẩn trốn, Nguyễn Văn Chính, 54 tuổi, quê Tuyên Quang, không ngờ mình bị bắt khi đã tạo được vỏ bọc hoàn hảo. Trong thời gian lẩn trốn, Chính thay tên, đổi họ và cưới vợ. Đặc biệt, người đàn ông này còn được dân tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ dân phố tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Năm 1992, Chính bị bắt trong một vụ trộm cắp tài sản. Chính bị Tòa án Nhân dân tuyên phạt 8 năm tù và bị giam giữ tại trại giam Quyết Tiến. Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở của nơi giam giữ, Chính cùng một phạm nhân tên Hùng phá lưới B40 trốn trại. Sau khi trốn khỏi nơi giam giữ, Chính bắt xe vào Đắk Lắk làm ăn. Trao đổi với xin.vn, Thiếu tá Nguyễn Xuân Dương, đội phó đội 2, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm BC52, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, năm 2011, đơn vị nhận được công văn phối hợp của Công an tỉnh Tuyên Quang về trường hợp của Chính. Theo đó, Công an Tuyên Quang xác định được Chính vào làm ăn ở Đắk Lắk, đã thay tên đổi họ và cưới vợ quê Thái Bình. Tại Đắk Lắk, Chính làm nghề khoan giếng, đào móng nhà và sinh sống gần khu vực Đại học Tây Nguyên. Thiếu tá Dương nói, từ những thông tin ít ỏi trên của Công an Tuyên Quang cung cấp, các cán bộ trinh sát của đội đã tiến hành làm việc với công an phường, ban quản lý chợ để sàng lọc những người có gốc Bắc sống tại khu vực trên. Qua quá trình rà soát, lực lượng chức năng phát hiện một trường hợp giống với Chính, nhưng kiểm tra thì không phải, không nản chí. Các trinh sát của đơn vị tiếp tục theo dõi địa bàn thì cuối cùng cũng có kết quả. Theo đó, giữa năm 2016, các trinh sát phát hiện người có đặc điểm giống Chính như thông tin công an tỉnh Tuyên Quang cung cấp. Để chắc chắn, đơn vị đã trao đổi với công an Tuyên Quang về các đặc điểm của nghi can này. Ngoài ra, khu vực Chính sinh sống cách xa khu dân cư, đồng thời người này thường xuyên đi làm vắng nhà, công an rất khó tiếp cận. Thiếu tá Dương thông tin, để tiếp cận căn nhà của Chính ở mà không bị phát hiện, các trinh sát của đơn vị phải hóa trang thành người mua đất, mua cà phê. Đến trưa ngày 14 tháng 12, các trinh sát ập vào và bắt giữ Chính trong sự ngỡ ngàng của người này. Thiếu tá Dương cho biết thêm, sau khi vào Đắk Lắk, Chính cưới vợ quê Thái Bình và sinh được hai người con gái. Để tránh cơ quan chức năng phát hiện, Chính thay tên thành Nguyễn Văn Chiến, 50 tuổi, quê Kiến Sương, Thái Bình và được cấp chứng minh nhân dân mới. Từ những lý do trên, mặc dù xác định được Chính, nhưng với vỏ bọc tổ trưởng khu phố, có công việc ổn định, không xảy ra to tiếng với hàng xóm, rất được lòng người dân xung quanh nên công an khó chắc chắn. Vị đội phó nói thêm, lúc lực lượng chức năng ập vào nhà bắt Chính, người này luôn miệng nói nhầm và đưa chứng minh nhân dân để chứng tỏ mình là người khác. Tuy nhiên, khi trinh sát đưa ảnh của người này tại thời điểm bị giam giữ ở trại giam Quyết Tiến thì Chính mới cúi đầu nhận tội. Thiếu tá Dương nói thêm, thường đối với các trường hợp bị bắt truy nã sẽ có tâm lý luôn lo sợ và có linh cảm sẽ bị phát hiện. Tuy nhiên, đối với Chính, người đàn ông này luôn tỏ ra tự tin vì thời gian bỏ trốn lâu cộng với việc thay tên đổi họ và có giấy tờ hợp pháp. Vị thiếu tá cho biết, hiện cơ quan chức năng đang làm các thủ tục để bàn giao Chính cho công an tỉnh Tuyên Quang xử lý theo quy định. Yeah.